Nhiều khi con cảm thấy cha yêu như ở nơi đâu rất xa, chẳng gần bên con. Cảm thấy rất là vui và ấm áp trong cái sự hòa đồng của tất cả bà con đồng hương của chúng ta ở đây, cũng như là Hội Thánh Tin Lành Baptist Arlington cùng với đài đã tổ chức một ngày rất là có ý nghĩa. Đây là sơ bộ một cái hoàn cảnh đang xảy ra. Mình có cầu nguyện do mục sư Trần Đào và mục sư Thuyên. Bên cạnh đó là có cô Kim My Nguyễn, chuyên về những trợ cấp của chính phủ. Cô Tiffany Lương cũng đã có mặt ở đây đặc biệt phục vụ về làm đẹp và có được 200 flu shot ngày hôm nay để cho đồng hương chúng ta đến để mà chích ngừa, cùng với sự hợp tác của bác sĩ Jonathan Hoàng Lâm và nha sĩ Chris Hùng Trường, và anh Tommy Trần chuyên về health insurance, Medicare cũng như là finance planning. Bên cạnh đó còn có thêm anh Michael Cao và cô Thảo Nguyễn đã đến đây để mà cùng hợp tác với chúng ta. Đặc biệt là cô Angie Hồ Quang và cảnh sát Michael Bùi cũng có mặt hôm nay luôn. Ngoài những cái phục vụ về khám sức khỏe cũng như là an sinh xã hội thì chúng ta còn có thêm những cái sinh hoạt cho các em ở đây trong khi chờ đợi ba mẹ của mình khám sức khỏe. Thì các em có thể chơi face painting hoặc là chơi bong bóng hoặc là có cotton candy để mà các em sinh hoạt cùng chung với những người lớn. Chào chị Tiffany. Hi Tiffany, chào Sài Gòn TV. Tiffany, chào em. Chào chị. Em rất là cảm ơn chị đã đến đây hôm nay. Em biết rằng chị rất là busy, đã bay rất là xa đến đây. Thì cái động lực nào mà thúc đẩy chị đến đây để đúng giờ để mà giúp cho đồng hương chúng ta? Mình giúp một cộng đồng của mình sức khỏe và cộng thêm nữa là mình làm một chuyện thiện nào đó thì Tiffany rất là thích. Hồi nào Tiffany cũng thích làm những cái mà chuyện thiện. Thì thật ra có nhiều người Việt Nam của mình, người bản xứ của mình không biết về cái sức đẹp. Nó không phải là chỉ bôi phấn, bôi son, nó là từ ăn uống mà từ cái chất kẽm và chất chua trong người của mình tạo ra. Thì ngày hôm nay Tiffany sẽ chỉ và rửa. Khi mình biết cái người của mình như thế nào thì Tiffany có cái độ lượng mà Tiffany không khó lắm, mà Tiffany dạy tiếng Mỹ mà mà nói về tiếng Việt thì cũng hơi khó, nhưng mà Tiffany cố gắng dịch lại tiếng Việt của mình làm sao thì Tiffany rất là vui hôm nay được tới đây. Tuy nhiên buồn ngủ nhưng mà rất là vui đã tới đây để mà giúp cho một chút ít gì cho cộng đồng. Em xin thay mặt quý khán thính giả cảm ơn chị đã dành thời gian đến với chúng em. Cảm ơn. Chị cũng thành công. Thank you so much and cảm ơn quý vị đã theo dõi Tiffany và cộng nữa bao nhiêu năm ủng hộ Tiffany và cảm ơn Sài Gòn TV. Cảm ơn chị. Dù cho bao đau thương lo buồn, trong lòng con vẫn luôn hát lên lời khen cha. Station VAE là một cái đài mới. Đây là chị Angela Ý My Nguyễn. Chị là president của đài VAE. Thì xin chào chị. Ý My, trước tiên xin kính chào quý khán giả của đài Sài Gòn TV và xin chào chị Yên Phương. Chị cho có thể quý khán giả được biết rằng VAE là stand for cái gì? VAE là stand for Voice of Arts and Entertainment. Thì đài này là đài radio online được đặt tại Dallas Fort Worth để phục vụ cộng đồng đồng hương người Việt chúng ta. Chị Amy, đài này có gì khác cho với những cái đài radio khác vậy chị? VAE Live là một cái đài online để mà có thể gửi tiếng nói tiếng Việt Nam của mình đi khắp toàn cầu. Ở nơi đâu có cộng đồng người Việt Nam thì ở nơi đó có VAE Live. Thì để làm sao để mà chúng ta có thể biết được, nghe được đài? Xin mời quý khán giả download cái app của VAE Live, là cứ vào app là sử dụng cho iPhone cũng như phones Android VAE Live, hoặc là quý vị có thể nghe trên website của www.vaelive.com. Cảm ơn quý khán thính giả ơi, đây là một cái radio mới mà chúng ta có thể nghe được ở bất cứ nơi nào, ở Mỹ cũng như ở Việt Nam. Rất là tiện lợi, nếu mình có smartphone thì mình có thể download app tên là VAE Live, không chị? VAELive.com. Thì rất là tiện lợi và em xin cảm ơn chị dành thời gian đến đây để mà chia sẻ cũng như là phục vụ cho cộng đồng của chúng ta. Cảm ơn chị, cảm ơn quý vị. Yêu thương Thiên Chúa thứ tha, mọi tội lỗi dù cho tôi anh bao xấu xa,
Ngài sẽ khiến em trắng trong. Chào chị Thiên Hương, chị khỏe không? Dạ khỏe. Hello Vicky. Bước đầu thì mình chỉ có 100 cái flu shot, nhưng mà cuối cùng thì mình được nhiều tài trợ thêm, mình được tới 200 flu shot. Thì chị Thiên Hương làm thế nào để mà có thể handle được, hoặc là có thể sắp xếp được một cách là chu đáo như vậy? Thì có nhiều người giúp đỡ. Đài Radio VAE giúp đỡ được được 50 mũi. Sau đó thì có hai người trong hội thánh của Tin Lành Baptist này cũng cho thêm được mỗi người được thêm 25 mũi nữa là 50 mũi. Rồi thì bây giờ nên mình có thêm 100 mũi để chích nữa. Rồi cộng thêm vào CVS có thêm mấy cái chích người cho mấy người lớn tuổi nữa cũng có ở đây. Yên Phương thấy rằng là trên bàn này là có rất nhiều quà của CVS Pharmacy gửi đến cho Đồng Hương. Thì đây là lần đầu tiên hay là lần thứ mấy mà đã CVS giúp đỡ cho chúng ta? Đây là lần đầu tiên CVS, từ dậy Hương làm cho CVS rồi, lần đầu tiên CVS nó support cái này, nó giúp đỡ cho mình cái này. Chị Thuy Hương cảm thấy như thế nào sau trong cái buổi ngày hôm nay? Cảm thấy là mình rất là vui, mình làm được một cái điều gì mà cho cộng đồng của mình, mà thấy mọi người tới đều thấy hăng say and vui vẻ and nên mình thấy ai cũng đi ra về mà thấy vui. Thì mình thấy mình có thể làm được một cái gì cho cộng đồng của mình. Em chân thành cảm ơn chị. Anh Minh Tú, Uyên Phương thấy rằng chương trình hôm nay rất là thành công và đem đến cái sự ấm áp và ý nghĩa cho Đồng Hương chúng ta. Thì để được thành công thì chắc chắn sẽ có những cái nhân vật, những cái chuyên gia và dịch vụ giúp đỡ trong cái ngày hôm nay. Xin anh Tú có những lời gì nhắn nhủ cho đài cũng như là quý khách khán giả không? Vâng, cảm ơn Uyên Phương. Đúng vậy, thưa quý vị. Chúng tôi rất là cảm ơn nhất là tất cả quý khán thính giả của đài cũng như tất cả những người thân, những người thân yêu đến đây để giúp chương trình này. Và đặc biệt nhất cái chương trình giống như Uyên Phương vừa nói vừa rồi đó, có thành công không là do tất cả sự đóng góp của mọi người, không phải riêng chúng tôi. Tuy nhiên chúng tôi rất là cảm ơn những cái con dân của Chúa ở tại Hội Thánh Arlington ở tại đây. Cảm ơn mục sư, cảm ơn ban điều hành cũng như tất cả mọi người đã rất là tận tâm, họ thức khuya dậy sớm mà lo chương trình này. Và bên cạnh đó đó thì quý vị thấy những nhân viên của chúng tôi, những cái người đã volunteer đến đây để giúp cho chúng ta, đó là ví dụ như cái team mà flu shot đó, thì quý vị đã biết rồi, các dược sĩ nè, rồi các y tá như là dược sĩ Thiên Hương, chị Thanh Nguyễn volunteer, cũng như Phụng Nguyễn, Vân Nguyễn, anh Châu, và tất cả những y tá đến đây để giúp cho chúng ta rất là nhiều. Và bên cạnh đó, Minh Tú cũng không quên cảm ơn Dr. Jonathan Hoàng Lâm đến để có một cái buổi thuyết trình. Rồi có chị Tiffany Lương và nhận những lời mời của chúng tôi nữa. Rồi bên đó thì có chị Kim My Nguyễn, và đặc biệt nhất là bác sĩ Hân. Bác sĩ Hân khám mắt đang làm việc rất là chuyên tâm bên đó. Rất là cảm ơn bác sĩ Hân. Và đặc biệt cũng như là nha sĩ Chris Hồng Trương, cả nguyên một cái team của Great Southwest Family Dental có mặt ở đây. Quý vị cũng đã gặp mặt anh rồi. Vâng, và cũng như Tommy Trần, anh Michael Cao có gửi đại diện đến đây, và anh cảnh sát Michael Bùi, và rất là nhiều người mà Minh Tú có thể nói là rất là biết ơn cái sự đóng góp của quý vị. Và cũng không thiếu là những cái nơi đã cung cấp thực phẩm cũng như một số cái vấn đề mà thức ăn cũng như tài trợ cho chúng tôi nữa. Chúng tôi rất rất là biết ơn quý vị và cảm ơn quý vị rất là nhiều. Một lần nữa cảm ơn Nguyên Phương, cảm ơn Đài Sài Gòn TV, cũng như cảm ơn tất cả mọi người. Những người nào mà Minh Tú chưa có nói tên ra được thì Minh Tú cũng cảm ơn quý vị luôn. Vâng. Một lần nữa thì Yên Phương cũng cảm ơn đài, thay mặt cho đài cảm ơn ba nhà hàng đã giúp đỡ trong vấn đề thực phẩm, thức ăn cũng như là điều kiện. Phở Sài Gòn lúc nào cũng hỗ trợ trong mỗi năm, đặc biệt năm nay có thêm Phở Sài Gòn, và Cindy New York Restaurant là cô Ngọc Võ Ngọc Anh cũng giúp đỡ trong chương trình này. Thì đó là những người đứng phía sau để mà giúp đỡ, để mà phục vụ cho chương trình ngày hôm nay. Đúng rồi, Yên Phương và Minh Tú cũng có một cái nữa là cảm ơn Hội Thánh Arlington đã bảo trợ giúp chích ngừa một túi miễn phí, và Đài Sài Gòn VAE Live cũng bảo trợ thêm những cái mũi chích ngừa, và cô Thiên Hương cũng thêm một số mũi chích ngừa ở trong đó nữa. Đó là một cái mà tôi cũng muốn cảm ơn tất cả quý vị.
Uyên Phương xin thay mặt đài chúc cho anh Minh Tú lúc nào cũng thành công trong những cái chương trình phục vụ cộng đồng cho năm sau và những năm tiếp nữa. Và chân thành cảm ơn anh cùng với lại Hội Thánh Tin Lành Baptist Arlington. Những lo buồn cùng đau đớn lại bên cha, lại gần cha, đến với Chúa Cha nhân từ. Ngài khiến những lo buồn nên mừng vui. Ngài không hứa mây trời. Uyên Phương tường trình tại Hội Thánh Tin Lành Baptist Arlington xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã đón xem chương trình và xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Xin chúc quý khán thính giả một ngày thật là vui và hạnh phúc cùng với người thân và gia đình. Xin chào tạm biệt.